một người đi xe máy Vario chạy ngược chiều tới. Xe máy này chạy với tốc độ khá cao, dẫn đến cú va chạm khá mạnh. Hậu quả, cả người và xe ngã ra đường. May mắn, không có thương vong về người. Sau tai nạn, hai bên đã hỏi han nhau bằng cách xử lý hậu quả. Hỗ trợ để cái chương trình tiếp tục được phát triển và lan tỏa nữa. Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trò chuyện. Chiếc xe con màu trắng từ từ đỗ bên phải đường. Tài xế sau đó lùi xe, có thể để cho gần chiếc xe đỗ phía sau hơn. Lúc này chiếc xe máy chở 3 người rẽ sang đường, hướng vào sau chiếc xe đang lùi để lên vỉa hè. Bỗng nhiên chiếc xe ô tô đang lùi, tăng tốc, đâm vào chiếc xe máy, rồi chồm, gác bánh sau lên đầu xe ô tô đang đỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế này vội vàng xuống xe, khiến chiếc ô tô lại tự do trôi về phía trước. Vô cùng may mắn, vụ tai nạn chỉ khiến hai người ngồi trên xe máy bị thương nhẹ. Qué bonito el vato anda arreglando. Qué bien. So, if you can't see, we have a pretty good OSHA-approved works facility going on. What the fuck? Thank you.
Your Jeep's not gonna stop. And they can look at the complaints in the lawsuit. And as long as any allegation is even potentially covered by the policy.
Hey, got him! See? Yeah? Yeah. Anyways, we're getting ready for your photo shoot today. Do you know you're ready? All right, let me get a smile. Ready? 1, 2, 3, cheese. How can a fully How can a first aid cabinet make your employees more?
fucking idiots. What?